Hello chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trend Mobile, kênh chuyên mua bán, trao đổi điện của giá rẻ. Hôm nay là ngày 5 tháng 4, thì em lại lên sóng giới thiệu đến mọi người một số sản phẩm điện cũ giá rẻ mà nó có mặt tại hàng em trong ngày hôm nay mọi người nhé. Thông báo mọi người là bên em mới chuyển từ 133 Lương Thế Vinh sang bên đối diện 152A Lương Thế Vinh mọi người nhé. Mọi người qua cửa hàng thì mọi người tìm số là 152A bên đối diện cửa hàng cũ giúp em nhé. Mọi người liên hệ mua hàng qua số điện thoại em để bên trên màn hình nhé. Và cũng như là bên em có ship hàng toàn quốc cho người ở xa, tức là COD, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tại nhà. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu luôn những chiếc hạng mà có trong video của ngày hôm nay để mọi người tham khảo nhé. Đầu tiên ngày hôm nay thì bên em về được một chiếc S20 Ultra 5G. Con này thì bản Hàn Quốc mọi người nhé. Đó, bản Hàn Quốc. Máy thì nói chung là đẹp long lanh, không có chỗ chê luôn. Nhiều chỗ còn trơn đầu này, còn tí ly lông này. Đó, S20 Ultra 5G, máy màu ghi xám lung chuột đấy. Đấy, camera này 100x mọi người nhé. Đó, rất là nhiều mắt camera, đèn sensor thứ này. Lưng sau là mặt lưng kính này, viền viếc, nói chung là máy đẹp nhanh các xe beng nhá. Con này thì có cổng sạc Type-C này, là ngoài loa kép này, màn thì 2K, tần số quét 120Hz nhá. S20 Ultra 5G. Pin của con này là 5000 mAh. Đó. Cấu hình của nó nè. RAM 12, bộ nhớ 256GB. Đó. Màn cực kỳ rộng luôn. Con này thì cũng có hai kiểu bảo mật, đó chính là vân tay quét trên màn hình và cũng như nhận diện khuôn mặt đầy đủ hết này. Màn thì màn cong tràn viền mọi người nhé. Đấy, cam trước này, cam sau này. Đấy, zoom 100x luôn mọi người nhé. Hiện tại cái con S20 Ultra 5G này bên em bán với giá là 5.500.000 đồng. Và tại vì sao mà bán giá này? Thì đây, con này thì màn hình nó có bị ám này, ám nhẹ mọi người nhé. Đó, có bị ám nhẹ này. Và cũng như là có bị lưu ảnh nhẹ một tí này. Đó, nói chung là ai sành dùng thì nhìn mới thấy nhá. Còn đâu là mới dùng nhìn vào thì cũng không biết được là ám hay cái gì đâu. Nhà bên em bán ra tình trạng nào thì bán tình trạng ý. Nói chung là những cái màn hình mà nó bị ám nhẹ ấy, thì hoàn toàn là dùng bình thường nhá. Bền, trường tồn với thời gian luôn, không có gì phải nghi ngại cả. Em test qua loa của nó nha mọi người nhá. Test qua cái loa kép này. Nhạc không lời. Đấy, trải nghiệm những bộ phim 2K các thứ trên con này thì cực kỳ đẹp luôn mọi người nhé. Đó. Máy đẹp lên nhanh sờ beng luôn. Đó, màn ám nhẹ thôi. Ám mấy cái lưu icon nhẹ một tí ti thôi. Đó, chắc người ta xem YouTube nhiều mọi người nhé. Đâu là mọi chiếc đang ok hết này. S20 Ultra 5G. Đó, máy nguyên zin hết nhé. Bản Hàn màu lông ghi xám lông chuột đây. Em bán là 5.500.000 đồng. Máy bán ra có tặng giá màn hình này, rồi là tặng sạc cáp chính hãng sạc nhanh, bảo hành trong vòng là 3 tháng, lớn 1 đến 1 cho tháng đầu tiên, bao gồm cả màn hình nhé. Ai quan tâm đến S20 Ultra 5G thì một ngày alo cho em nhé. Rồi chiếc tiếp theo, giới thiệu mọi người một chiếc Samsung A32. A32 máy màu xanh, hình thức thì đẹp, cũng đục khoảng 98-99% nhé. Con này đi lông viền nó còn nguyên này. Đó, màn hình zin đẹp, không AMO tí nào cả. Những cái dòng A22, A32 này thì đã được nâng cấp lên tần số quét, nên là mọi người cảm giác di chuyển tính năng cực kỳ nhanh mọi người nhé. A32 bản công ty 2 SIM này. Pin con này rất trâu mọi người nhé. Pin 5000 mAh, màn Super AMOLED. Nói chung là với cái tầm tiền 3 triệu ngoài 3 triệu một chút thì con này thì dùng 2 SIM 26 cực kỳ là yên tâm rồi nhá. RAM 6 của nhớ 128GB. Có vân tay quét trên màn hình, nhận diện khuôn mặt đầy đủ này, cổng sạc thay sửa nhanh, rắc tay vào cho 5 đầy đủ hết mọi người nhá. Máy màu xanh. A32. Đó, bù mắt camera sau này thiết kế dạng S22 mọi người nhá, S22 này. Đó, lồi mắt lồi đấy. 3.2 triệu mọi người nhá. 3.2 triệu Samsung A32, bảo hành 3 tháng. Tặng cường lực, tặng sạc cáp đầy đủ nhé. Bảo hành 3 tháng, lớn 1 đến 1 trong tháng đầu tiên, bao gồm cả màn hình luôn. Rồi chiếc thứ hai, chiếc thứ ba là chiếc A22. A22 máy công ty màu tím. Đấy, máy cũng zin keng Samsung luôn. Máy màu tím mọi người nhá. Bộ mắt camera này. Đó. Con này thì vân tay nằm ở cạnh sườn này, rất là nhạy luôn mọi người nhá. Viền ni lông còn nguyên, nói chung là máy siêu lướt mọi người nhá. Cổng sạc Type-C, jack tai nghe 3.5 đầy đủ hết này. Pin con này thì cũng khá trâu, pin 5000 mọi người nhá. Pin 5000 mAh. Đó, Samsung A22 2 SIM 2 sóng. Cấu hình RAM 6, bộ nhớ là 128GB. Đó.
Nói chung là máy zin keng, bao nguyên zin hết cho mọi người nhá. Cắm trước này, cắm sau này. Ok hết nhá. A22 con này em bán là 3 triệu mọi người nhá. 3 triệu tặng cường lực và tặng sạc cáp đầy đủ này. Vẫn bảo hành trong vòng 3 tháng, lỗi bụi được một trong tháng đầu tiên, bao gồm cả màn hình luôn nhá. Đó. Chiếc thứ em xong con nào thì em sẽ cho lên đây nhá. Rồi chiếc thứ tư là một chiếc Samsung A13. Con này mặt lưng là mặt lưng nhựa nhé. Đằng sau lưng thì nó cũng có những cái vết phèo phẩy xước. Nói chung là khách thì dùng không hay dùng ốp. Nó trang bị là 3-4 mắt camera này. Camera cũng thiết kế dạng lồi nhé. Con này thì vân tay ở cạnh đây một chạm này. Cổng sạc tay si sắc tay 300 đấy đủ luôn. A13 con này máy mới ra mọi người nhá. Vẫn còn bảo hành, con này còn bảo hành khoảng 4 tháng nữa. Bảo hành chính hãng đấy. Đây A13 bản công ty 2 sim nhá. Pin là 5000 mAh. Cấu hình là RAM 4 mụn 128GB. Đó, màn hình khá lớn mọi người nhá. Nói chung là con này dùng thì khá thích rồi, không phải nghĩ rồi mọi người nhá. Còn bảo hành dài, pin 5000. Con này cũng rẻ thôi, A13 em bán với giá là 2.500.000 đồng mọi người nhá. Máy bán ra tặng sạc cáp cường lực đầy đủ này, bảo hành 3 tháng, lớn 1 được 1 trong tháng đầu tiên, bao gồm cả màn hình luôn nhá. A13 duy nhất một chiếc thôi. Rồi tiếp theo, sang một chiếc nữa là chiếc A31 này. A31 bản công ty 2 sim, máy cũng zin đẹp hết này. A31 mọi người nhá. Pin của nó là 5000 mAh, màn hình AMOLED nhá. Cấu hình RAM 6 bộ nhớ 128GB, có vân tay trên màn rồi nhận diện khuôn mặt đầy đủ hết luôn này. Rồi, cam trước cam sau đầy đủ hết mọi người nhá. Đó, số điện thoại mua hàng thì em để trên màn hình. Ai xem video mới xem video kênh em thì mọi người hãy ủng hộ em nhá bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi video mới nhất hàng ngày của em này. Cổng sạc Type C, jack tay 3.5 đầy đủ này. A31 em bán là 2.8 triệu thôi, bảo hành 3 tháng, lỗi 1 được 1 trong tháng đầu tiên. Sạc cáp đầy đủ nhá, sạc cáp chính hãng rồi là tặng cường lực đầy đủ luôn. Rồi tiếp theo. Hai chiếc iPhone X này, em giới thiệu chiếc đầu tiên này. Chiếc đầu tiên thì chiếc này thì máy cũng khá là đẹp này, còn khá đẹp mọi người nhá. Còn khoảng 95%, vỏ bên ngoài còn 95%. Cáp sao cắm kép này, mọi người biết rồi, dòng iPhone thì dùng chụp ảnh các thứ rồi dùng vẫn khá là mượt mọi người nhá. iPhone X này, 64GB, bản quốc tế không giới hạn SIM. Pin là 86%. Face ID đầy đủ mọi người nhá. Đấy mọi người, em quét face đầy đủ hết này. Con này em thay màn hình ngoài rồi, màn hình cao cấp mọi người nhá. Đó, cam chụp chân dung các thứ đầy đủ hết nhá. Đó, iPhone X này. Con này thì em bán 3.5 triệu mọi người nhá. 3.5 triệu này, tặng sạc cáp này, bảo hành 3 tháng. Tặng cường lực đầy đủ cho mọi người nhá. Rồi chiếc tiếp theo, chiếc cũng iPhone X này. Con này thì máy thì tổng thể là đều zin hết này, zin hết mọi người nhá. Đấy, tổng thể là zin hết, xem pin nào. Pin 88 này. Con này thì em bán là 3.8 triệu cho mọi người nhá, 3.8 triệu này. Zin hết nhưng mà kính hơi xước mọi người ạ. Đó, mọi người nhìn này, kính nó bị xước. Dán cường lực thì nó cũng đỡ nhá. Đó. Pin 88. Máy thì màn zin men zin hết nhá. Đó. Em bán là 3.8 triệu thôi, tặng sạc cáp đầy đủ. Ai quan tâm alo cho em nhé. Dán cả cường lực cho mọi người luôn. Rồi, chiếc tiếp theo này. Chiếc này là Samsung A30s. A30s giờ rất là hiếm mọi người nhá. Nhưng có một con mới như này thì cực kỳ là ít luôn. A30s này, công ty 2 sim này. Pin 4000 mAh này. Cấu hình này. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Rồi, cam quýt, cam trước, cam sau đầy đủ hết này. Ok chưa? Con này thì có vân tay trên màn hình, nhận diện khuôn mặt đầy đủ hết mọi người nhá. Cổng sạc Type C, jack tay 3.5 đầy đủ luôn. A30s này. Đó. Máy rất là đẹp luôn. 3 mắt camera sau, cổng sạc Type C, jack tay 3.5, máy đẹp gần như là khoảng 98-99% mọi người nhá. Màn Super AMOLED này. 2 sim 2 sóng RAM 164. Con này thì em bán với giá là 2 triệu tròn mọi người nhá. Tặng sạc cáp cường lực đầy đủ, bảo hành 3 tháng cho mọi người này. Rồi tiếp theo, sang một con nữa. Con này là con Samsung A9 Pro. Lâu lắm mới có con này mọi người nhá. Con này thì cực kỳ châu pin châu bá đạo rồi. A9 Pro 2 A910 đấy, 2 sim 2 sóng này. Pin con này châu lắm, pin 5000 mAh mọi người nhá. Màn Super AMOLED to đùng luôn này. Con này bác nào lớn tuổi một chút này, mua đọc báo này, xem phim nghe nhạc cực kỳ sướng nhá. Tầm tiền rất rẻ thôi. Em bán với giá là 1 triệu 6 mọi người nhá. Màn to khự luôn, 2 sim 2 sóng này, cổng sạc micro. Jack tay 3.5 đầy đủ hết mọi người nhá. A9 Pro.
Con này em bán là 1.6 triệu, RAM 432GB, có vân tay vân chân đầy đủ này, màn zin hết mọi người nhá, màn zin đẹp luôn. Đấy, cam quýt này căng luôn. Con này thì con có sạc nhanh luôn mọi người nhá. Đấy, A9 Pro có sạc nhanh luôn. Đó, viền nhôm nguyên khối. Đẹp chưa? A9 Pro em bán là 1.6 triệu mọi người nhá, bảo hành 3 tháng, có tặng sạc cáp đầy đủ. Rồi cuối cùng là một con Samsung nữa, là con Samsung A7 2020 cũng bản 2 SIM mọi người nhá. Pin con này là 3600 này, màn Super AMOLED này. Màn con này thì hơi ám nhẹ tí. RAM 432 em bán là 1.2 triệu mọi người nhá. RAM 3 32 bán là 1.2 triệu mọi người nhá. Đó, màn cực kỳ to luôn. Ok chưa? Cổng sạc Type-C, jack 3.5, máy nguyên zin hết mọi người nhá. A7 2017, đó. 1.2 triệu thôi, bảo hành 3 tháng, tặng sạc cáp đầy đủ, lỗi 1 ở 1 trong tháng đầu tiên, bao gồm cả màn hình mọi người nhá. Vừa rồi là một số máy mà em đang có mặt tại cửa hàng em trong ngày hôm nay. Mọi người yêu thích sản phẩm nào mọi người cứ alo cho em qua số thoại hiện trên màn hình, và cũng như là địa chỉ hàng em là 152A Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Mọi người gần có thể qua xem hàng trực tiếp mọi người nhá. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.